Ngày 6 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện An Phú tổ chức lễ tuyên dương các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021. Năm học 2020-2021, trong điều kiện có nhiều khó khăn do dịch COVID-19, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, ngành giáo dục và đào tạo huyện An Phú đạt nhiều kết quả tích cực, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên ở tất cả các cấp học. Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Trong các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh tổ chức, toàn huyện có 37 trên 82 học sinh lớp 9 đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi, 4 trên 4 học sinh đạt giải hội thi hùng biện tiếng Anh, 2 trên 8 học sinh đạt giải hội thi tin học trẻ, 8 trên 10 giáo viên mầm non đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, 10 trên 10 giáo viên tiểu học đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi. Trong hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cấp tỉnh, huyện An Phú đạt 1 giải nhất và 1 giải ba. Để ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong việc dạy và học, Ủy ban Nhân dân huyện đã tuyên dương khen thưởng 5 tập thể và 4 cá nhân thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và công tác xây dựng cộng đồng học tập cấp xã, 2 tập thể, 2 giáo viên và 4 học sinh đạt giải hội thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.